Sự việc cháu Trần Minh Hoàng tử vong vì bị tôn cứa vào cổ xảy ra vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua sau khi va vào tấm tôn trên một chiếc xe xích lô đang đỗ ở bên đường, khiến tất cả chúng ta không khỏi bàng hoàng. Bàng hoàng bởi vì sự ra đi quá nhanh của một đứa trẻ. Bàng hoàng vì thủ phạm gây ra cái chết vẫn hàng ngày hiện hữu trên đường phố. Nhưng một câu hỏi khác cũng được đặt ra là vào lúc 15 giờ ngày thứ Sáu. Đúng ra thì đứa trẻ đáng thương ấy đang phải học ở trường, chứ tại sao lại đang nô đùa cùng bạn bè ở trên đường phố để gặp phải tai nạn? Phóng viên Chào Buổi Tối đã tìm gặp người có trách nhiệm để làm rõ vấn đề này. Một giờ trước, tức là 17 giờ chiều thứ Bảy, học sinh trường tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa tan học. Nếu không có sự cố ngày hôm qua, thì hôm nay Hoàng cũng phải đi học ngày thứ Bảy và đang ra về cùng số học sinh này. Sở dĩ một số học sinh trường tiểu học Tân Mai cũng như Hoàng phải đi học thứ Bảy là bởi vì nhà trường cho các cháu nghỉ một ngày trong tuần. Với lớp của Hoàng thì là ngày thứ Sáu, tức ngày hôm qua, dù rằng đó là ngày làm việc bình thường của các phụ huynh. Có bậc phụ huynh cho rằng thế thì chúng ta hãy ngừng lại tất cả cái việc nhận đông học sinh, và cho rằng là cái việc học luân phiên gây ra cái hiện ra cái sự cố đáng tiếc như đấy của cháu Hoàng hôm qua đấy, thì chỉ muốn chia sẻ với các đồng chí về cái mặt này là nó là trách nhiệm từ nhiều phía, nó là một cái tình trạng của một cái đơn vị, một địa phương đang được đô thị hóa. Tân Mai là một phường tập trung nhiều khu đô thị, khu chung cư của quận Hoàng Mai. Hiện toàn phường có tới hơn 2.000 trẻ ở độ tuổi tiểu học, nhưng chỉ có một trường tiểu học Tân Mai. Trả lời phóng viên VTC, bà Nguyễn Thị Thương, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Mai cho biết, dù có thể bất tiện cho học sinh và phụ huynh, nhưng tình trạng cho học sinh nghỉ học luân phiên tại trường trong thời gian tới sẽ vẫn không thể thay đổi.